Hello mọi người, mình là Trâm Mai. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Go With Mai cũng như là series tâm sự của cựu thủ khoa Đại học Ngoại thương. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm để mà các bạn lập ra một kế hoạch học tập cụ thể. Thì như các bạn cũng đã biết ấy, là mình ước mơ thi đậu vào Đại học Ngoại thương từ năm lớp 10. Và mình biết là Ngoại thương là một trường có tỷ lệ chọi rất là cao, nên là bản thân mình sẽ phải nỗ lực rất là nhiều để mà đậu được Ngoại thương. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nói không không rằng là mình sẽ cố gắng đậu Ngoại thương, mà không lập ra một kế hoạch học tập cụ thể nào ấy, thì cái ước mơ nó chỉ dừng lại ở ước mơ thôi, nó không có thành hiện thực được. Nên là mình cảm thấy rằng cái việc mà các bạn có thể lập ra một cái kế hoạch từng bước đi cụ thể để chúng ta có thể thực hiện được, bắt tay vào thực hiện ngay từ ngày hôm nay, nó rất là quan trọng. Và mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm cá nhân của mình, cái cách mà mình đã lập ra, vạch ra cái hướng đi cụ thể từng bước một để tiến gần hơn đến cái ước mơ đậu Ngoại thương đó như thế nào. Thì mình sẽ chia sẻ trong video clip ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề này thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Lập kế hoạch học tập ấy nó sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên ấy, là các bạn xác định cho mình một cái ước mơ lớn. Ví dụ như trong trường hợp của mình là từ năm cấp 3, từ cái năm lớp 10 ấy, mình đã xác định là mình muốn thi đậu vào Đại học Ngoại thương. Thì mình đó chính là mục tiêu lớn của mình, đậu Đại học Ngoại thương. Thì sau đó các bạn sẽ xem là mình sẽ phải vạch ra những cái hướng đi cụ thể nào để mà mình đạt được cái ước mơ đó, chứ không phải là ngồi nghĩ rằng muốn đậu ngoại thương nhưng mà mình không bắt tay vào thực hiện một cái gì thì nó giấc mơ nó sẽ không có thành hiện thực được ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ cá nhân của mình. Mình sẽ dùng iPad để mà gọi là tái hiện lại cái quá trình đó cho các bạn xem ha. Và các bạn cũng đồng cảm là mình viết lên iPad ấy thì nó khó viết hơn trên giấy, nên là nhiều khi cái chữ nhìn nó hơi bị khó đọc. Bản thân thì mình cảm thấy rằng ngoài đời thì chữ của mình cũng không phải là đẹp đâu, nhưng mà lên iPad nó lại càng khó đọc hơn, nên là các bạn thông cảm cho mình việc đó ha. Đầu tiên là cái bước đầu tiên, đúng không, là cái bước các bạn sẽ xác định cho mình một cái ước mơ lớn. Ví dụ trong trường hợp của mình là đậu để mình thu cái màn hình lại đây. Rồi, bây giờ ước mơ lớn của mình là đậu Ngoại thương thì mình sẽ lên internet. Cái năm của mình là năm thi 3 môn toán văn anh để mà đậu Ngoại thương ha. Thì mình sẽ lên internet và tra xem là cái điểm các năm của Đại học Ngoại thương thì như thế nào. Thì thường ấy, cái mức điểm trung bình để mà thi vào Ngoại thương ấy, thì tất nhiên là mình nghĩ là Ngoại thương Hà Nội nó sẽ có rất là nhiều khoa, nên là cái thang điểm nó cũng khá là rộng ý. Nhưng mà ở trong Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh thì hình như lúc đó chỉ có khoa kinh tế đối ngoại thôi. Bản thân mình cũng chỉ thích thi vào khoa kinh tế đối ngoại thôi, là khoa chủ lực của Đại học Ngoại thương thôi. Thì cái khoa đó ý, mình nhìn các cái năm tuyển sinh ý, thì mình thấy là nó sẽ cái điểm mà để vào Ngoại thương nó sẽ chảy từ 22 cho đến 24 điểm. 24 điểm thi đại học thì thật sự là hơi cao thật. Nên là bây giờ mình sẽ xác định là mình thi khối D thì sẽ có 3 môn, đúng không? 3 môn nào. Toán, văn và ngoại ngữ, đúng chưa? Nên là ngoại ngữ nha mọi người. Thì ngoại ngữ ở đây mình sẽ chọn thi môn tiếng Nhật đi. Thật ra tiếng Nhật hay tiếng Anh gì điểm của mình nó cũng ngang nhau hết đó. Đầu tiên ý là điểm thi môn toán thì bây giờ mình nhìn vào, tức là để đậu Ngoại thương ý, mình cứ cho là cứ xác định ý. Mặc dù là khi mà mỗi năm thì cái mức điểm nó khác nhau, nhưng mà các bạn hãy gọi là đặt mục tiêu cái mức điểm tuyển sinh gọi là gắt gao nhất đi. Tức là cái thang điểm ấy nó chỉ từ 22 đến 24, nhưng mà mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đạt được 24 điểm. Thì để đạt được 24 ấy, môn văn của mình sẽ đi cập nhật thông tin. Ví dụ như là môn văn của Đại học Ngoại thương ấy, thì thường thường ấy, ai học rất là giỏi văn thì mới được 7 điểm thôi, học khá khá thì chỉ được 6 điểm. Còn đừng kiểu cái điểm 8 mà để đạt được điểm 8 môn văn Ngoại thương thì coi như nó là một cái điều nó khá là xa xỉ, xa vời ha. Nên là mình chỉ nhắm mấy môn văn mình đạt khoảng
6 điểm thôi, bởi vì 7 điểm là dành cho người giỏi, mình không giỏi môn văn lắm. Thì mình các bạn cũng phải tự nắm xem là mình thế mạnh của mình ở đâu hơn. Thì nhưng mà cái thế mạnh khác của mình là mình cảm thấy mình học môn toán và môn ngoại ngữ khá là ổn, nên là môn toán mình xác định rằng là bây giờ 24 điểm trừ 6 là còn lại khoảng 18 điểm, thì chia cho hai môn, mỗi môn toán và ngoại ngữ ấy, mình phải xác định là mình đạt khoảng 9 điểm. Đúng không? Thì mới đậu được ngoại thương. Thì bây giờ mình đã xác định được là mỗi môn, cái điểm mỗi môn mình phải đạt là như thế nào rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào xem là làm sao để mình đạt được 9 điểm. Đầu tiên là từng môn nhé, môn toán. Thì có phải là môn toán đại học mà muốn 9 điểm ý, thì từng cái bài kiểm tra trong lớp ở trên trường phổ thông các bạn cũng phải nhắm đạt được cái điểm bét nhất là từ 9 điểm trở lên. Tất nhiên ý là còn tùy vào từng trường phổ thông, nếu các bạn học trường chuyên ý thì có thể rằng là cái môn toán người ta chấm rất là khó, nhiều khi đạt 7 điểm thôi cũng đã cảm thấy là rất là giỏi rồi. Nên là các bạn cũng phải xác định xem là ví dụ ở trên cái trường, cái bài kiểm tra trên trường phổ thông của các bạn ý, nó có sát với lại cái đề thi đại học hay không, nó có cái mức độ khó nó như thế nào. Nó dễ hơn đề thi đại học thì các bạn cứ nhắm là các bạn phải đạt được từ 9 10 điểm đi, còn nếu mà nó ngang ý thì các bạn cố gắng hết mình để đạt cái điểm cao nhất. Thì nói chung ý là mình sẽ cố gắng những cái bài kiểm tra một tiết trên lớp mình sẽ phải cố đạt 9 điểm. Vậy thì bây giờ cái bài kiểm tra một tiết để mà đạt được 9 điểm ấy, thì có phải là mình phải học chuyên tâm từng chuyên đề một không? Bài kiểm tra một tiết trên lớp ấy, học chuyên đề thật là kỹ, đúng chưa? Học từng chuyên đề thật là kỹ. Cái bài kiểm tra một tiết trên lớp ấy thì thường là người ta sẽ, cái phạm vi của bài kiểm tra một tiết trên lớp nó sẽ là những cái chuyên đề mà lúc đó người ta học, thì các bạn biết là chương trình phổ thông toán từ lớp 10 cho đến lớp 12 người ta sẽ chia ra từng chuyên đề mà, thì cứ học xong một chuyên đề thì sẽ có bài kiểm tra một tiết. Thì bây giờ mình đã biết là khi mà mình học bất kỳ chuyên đề nào mình cũng phải học thật là kỹ để đạt được cái bài kiểm tra một tiết này 9 điểm, đúng không? Rồi bây giờ đó là môn toán, rồi bây giờ đến môn văn thì mình sẽ xác định xem là có cái đề thi đại học nó sẽ, cái phạm vi của đề thi đại học nó sẽ cover từ tác phẩm từ lớp 11 đến tác phẩm lớp 12, đúng chưa? Thì trong hai cái năm này mình sẽ cố gắng đạt các bài kiểm tra trên lớp, mình cố gắng đạt môn văn á, ở trên trường ngoại thương thì người ta chấm khó thôi, nhưng mà mình nghĩ ở các trường phổ thông trường nào đi chăng nữa thì người ta chấm cũng không đến nỗi quá khó. Thì các bạn cố gắng đạt từ điểm 8 cho đến điểm 9 ở trên lớp. Các bài thông qua các bài kiểm tra một tiết chẳng hạn. Thông qua các bài kiểm tra một tiết. Đúng không? Cố gắng đạt cái điểm này và nắm, nhớ là nắm các tác phẩm. Thì suy ra là bây giờ mình hiểu được là mình phải nắm kỹ các tác phẩm văn từ lớp 11 đến lớp 12. Nên là lớp môn văn lớp 10, kiến thức văn lớp 10 mình không, ý mình không nói rằng các bạn lo ra, nhưng mà các bạn không có cần quá là khắt khe với bản thân. Học vừa vừa thôi cũng được, nhưng mà đến lớp tác phẩm văn lớp 11, lớp 12 thì nó ra thi đại học, nên là cố gắng học thật là kỹ. Rồi, tiếp tục đến môn tiếng Nhật là môn ngoại ngữ. Thì môn tiếng Nhật nó có cái đặc trưng riêng của nó, lại mình lại đi thu thập thông tin từ thầy cô, từ các anh chị đi trước ấy, mình hỏi xem là cái kiến thức ra thi đại học môn tiếng Nhật thì nó sẽ như thế nào, và người ta sẽ chỉ cho bạn ví dụ như là à, cái bài thi đại học môn tiếng Nhật thì nó tương đương với cái trình độ, cái kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Năng lực Nhật ngữ nhá, mình viết hơi tắt LNN, tức là năng lực Nhật ngữ, thì nó sẽ tương đương với trình độ đó là GLPT N3. Thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà đạt được cái trình độ đến N3 này. Thì cái lúc mà mình vào lớp 10, tiếng Nhật của mình cũng không quá giỏi, mình nghĩ là khoảng N4 đi. Thì mình sẽ cố gắng làm sao. Thì để mà đạt được cái trình độ N3 này thì có phải là mình sẽ phải học từ vựng không? Từ vựng, rồi là ngữ pháp. Rồi là từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng đọc hiểu, không có kỹ năng nghe. Nên là mình sẽ luyện ba kỹ năng này. Thì bây giờ các bạn thấy đó, bây giờ mình đã làm rõ ra cái bản kế hoạch của mình như thế này, nên là mình đã rõ được là từ giờ trở đi ấy, mỗi chuyên đề mình đã rõ từng bước hiện tại mà mình thực hiện được. Đầu tiên đó chính là mình học kỹ từng chuyên đề toán. Đúng không? Và sau đó là mình nắm kỹ các tác phẩm văn lớp 11, lớp 12. Và sau đó là mình sẽ cố gắng học cái phạm vi từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu này của N3.
Và thế là mình đã có trong đầu mình đã xác định được rõ, vạch ra rõ được các cái bước mình phải trải qua để mà mình đậu được ngoại thương không? Thì mình có một cái lưu ý này muốn nhắn đến các bạn ấy, đó chính là các bạn nhìn trong cái bản kế hoạch này nó còn thiếu một cái, mặc dù là mình làm cũng rất kỹ rồi nhưng mà nó thiếu một cái. Đó chính là sao? Cái môn toán ấy, người ta sẽ hỏi cái phạm vi mà ra thi đại học là sẽ từ chủ yếu là lớp 11, lớp 12 nhưng mà nó cũng có kiến thức từ lớp 10 luôn. Nên là các bạn, dù là các bạn đã xác định được cái mục tiêu là các bạn học kỹ từng chuyên đề một để mà đạt 9 điểm kiểm tra một tiết rồi ấy, thì ấy, các bạn cũng nên quay lại ôn những cái chuyên đề cũ ha. Bởi vì là có một số bạn trường hợp mình biết, tức là những cái bài kiểm tra một tiết thì có thể người ta đạt điểm rất là tốt nhưng mà đến khi mà quay lại hỏi lại kiến thức cũ thì người ta sẽ quên. Nên là các bạn cố gắng là vừa học kiến thức mới, vừa học chuyên đề mới thì vừa quay lại ôn chuyên đề cũ. Và về cái cách để ôn tất cả những cái môn này thì mình đã làm một video clip riêng sâu hơn trong cái việc là cái biện pháp để mà học thật là hiệu quả từng môn, nên là mình sẽ để cái link ở dưới đây để cho các bạn tiện theo dõi ha. Vậy là với cái kế hoạch này ở trên tay ấy, thì bây giờ mình đã hiểu được là mình mỗi ngày mình thức dậy mình đều phải cố gắng học một học phần nào đó để mà mình đạt được một cái bài kiểm tra một tiết sắp tới. Mình phải cố gắng đạt được điểm 9, điểm 10 nè. Rồi là cái tác phẩm văn, ví dụ nếu như là mình đang học lớp 11, lớp 12 thì mình phải cố gắng học cho thuộc tác phẩm đó và đạt điểm cao trong bài thi một tiết nè. Rồi là tiếng Nhật cũng vậy, mình biết là mình cần phải học cái list từ vựng đó để mà mình hoàn thành cái phạm vi từ vựng của bằng năng lực ngữ N3 để mà mình có một cái điểm thi tốt trong bài thi đại học. Tức là cái bản kế hoạch này nó đã giúp mình, nó giúp cho mình nắm rõ được cái quỹ đạo mà mình phải đi ấy. Nên là mỗi ngày mình thức dậy mình đều nắm được trong đầu là mình phải làm gì, và cũng như là khi mà mình lên kế hoạch học tập cho một ngày ấy, thì mình sẽ hiểu được là khi mà mình học xong học toán xong thì tiếp đến là mình sẽ học văn, rồi là tiếp đến mình sẽ học tiếng Nhật. Mình nắm rõ trong đầu nên là mình cảm thấy mình tập trung rất là dễ, không có bị lo ra trong học tập ha. Thông qua cái ví dụ cá nhân của mình vừa rồi ấy, cái cách mà mình lập ra từng cái bước cụ thể mà mình phải thực hiện để mà mình tiến gần hơn đến cái giấc mơ đậu đại học ngoại thương ấy, thì mình hy vọng là mình đã cho các bạn một cái nguồn thông tin tham khảo về cái cách mà các bạn có thể vạch ra những cái bước đi cụ thể, những cái việc mình cần làm để mình tiến gần hơn đến cái ước mơ, cái kế hoạch của mình. Dù cho nó có phải là thi vào đại học ngoại thương hay không, hay là các bạn đang nguyện vọng một đại học khác, thì các bạn cũng nhớ thu thập thông tin thật là nhiều và vạch ra một cái kế hoạch cụ thể từng ngày mình sẽ phải làm những cái bước nào để mà mình tiến gần hơn đến cái ước mơ đó. Và cái kỹ năng này là một cái kỹ năng mình nghĩ rằng các bạn nên cố gắng có được từ những năm học phổ thông, vì nó sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cuộc sống. Nó không chỉ dừng lại ở cái việc là nó giúp cho các bạn củng cố các cái bước mình cần thực hiện để mà thi đại học hay không đâu, mà nó còn là một cái kỹ năng rất quan trọng khi các bạn đi làm. Bản thân mình hiện tại thì mình đang làm nghề tư vấn quản trị doanh nghiệp, tức là mình sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện cái thực thi triển khai cái dự án, cái mục tiêu mà người ta đặt ra. Ví dụ như cái mục tiêu nó có thể rất là lớn, ví dụ như là triển khai cả một cái hệ thống IT mới mà các bạn biết đó. Ví dụ như là nếu mà là cái dự án triển khai hệ thống IT thì các bạn sẽ phải làm việc rất là nhiều phòng ban, từ phòng ban sản xuất này, phòng ban mua bán vật tư, rồi là phòng ban kế toán, thì các bạn sẽ phải liên thông đến tất cả các phòng ban như vậy, và nó là một cái dự án rất là lớn, rất là nhiều việc. Nên là cái cách thực hiện của người ta cũng chính là người ta sẽ từ cái mục tiêu lớn đó người ta sẽ chia ra thành các cái mục nhỏ, các bước phải thực hiện là như thế nào, và người ta sẽ bám sát cái bước đó. Thì chính vì vậy nên là cái dự án nó mới thành công được trong một cái phạm vi thời gian cũng như là cái mức chi phí cho phép. Nói chung là mình nói hơi xa ra. Ý mình muốn nói ở đây ý, cái kỹ năng mà các bạn vạch ra được kế hoạch, lập ra được cái kế hoạch cụ thể để mà các bạn thực hiện ngay từ hôm nay nó rất là quan trọng, và nó sẽ phục vụ cho các bạn, nó sẽ đi theo các bạn cho đến, nói chung là cả cuộc đời luôn. Nên là không có sợ phí, các bạn hãy cố gắng áp dụng cái cách này. Và video clip ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là mình đã đưa ra được những cái nguồn thông tin tham khảo có ích cho mọi người. Và các bạn có thể comment ở dưới đây là cái hiện tại cái nguyện vọng, cái ước mơ lớn của các bạn là gì, và các bạn đã lập ra kế hoạch cụ thể để thực hiện nó như thế nào. Các bạn có thể chia sẻ dưới đây, vì cái chia sẻ của các bạn ấy có thể là một cái nguồn cảm hứng cũng như là một cái tấm gương để cho người khác học theo, để cho người khác tham khảo. Nên là các bạn đừng ngại chia sẻ ở dưới phần bình luận cho mình nha. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.